Trong vai người có nhu cầu mua đất để làm nghĩa trang, phóng viên chương trình được bà Nguyễn Thị Phượng ở thôn Phố Hương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê dẫn đi xem đất. Bà Phượng cho biết cánh rừng keo này giáp ranh với nghĩa trang của xã và đã có lâm bạ mang tên bà. Nếu khách hàng có nhu cầu, bà sẽ cắt ra bán với giá 800.000 đồng một mét vuông. Tập lấy cho vô là con cứ ứng rùm mấy rùm. Rồi mét vuông tạm đám. Mà mai một cái mân đang được là cuộc cười lắng nữa. Đấy hồi chuẩn bị mân đẹp màu chứ. Không riêng gia đình bà Phượng mà rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã Gia Phố cũng ngang nhiên cắt xẻ diện tích rừng trồng được giao để bán cho những người có nhu cầu. Theo người dân, việc mua bán chỉ được giao dịch bằng miệng. Họ cứ họ nói vào có bán đi bán lại chứ không cứ như kiểu là đã bảo rồi đấy đó, nhưng như kiểu là nợ rồi thì cái chuyện là cái là tôi nghe cái nói ai mua thì người ta bán đi, thì thực tế là vì họ bảo rồi tôi dừng chứ có giấy tờ với ai cọc chứ đó. Việc bán đất trồng keo để làm nghĩa trang thì mới diễn ra. Thế nhưng tình trạng lấn chiếm đất trồng keo để mở rộng mồ mả thì đã diễn ra tại xã Gia Phố từ lâu. Nhiều vị trí đã xuất hiện các khu mộ quy mô lớn. Có những khu mộ đang được người dân chỉnh trang, mở rộng. Người nhanh tay thì chiếm được nhiều, người chậm chân thì bao chiếm được ít. Cũng vì điều này mà trên địa bàn đã không ít lần xảy ra mâu thuẫn xung đột. Nguyễn Văn Tuấn Phúc lần đó cũng đắp mô lần đó đất của tôi đó. Đấy, năm 2, phẩm 8. Năm con tầm hai nó cũng mô trả đó nó cũng thể cái đông cái kéo đó thì cũng là lần tháng thì mà lần nữa thì mình hết đất trần cho cái trái là mất cái trị án nên đi nghỉ công án đấy thì trả là ngắn ngắn kịp thời. Phần nghĩa trang thì theo tôi nghĩ là cũng phải là quy hoạch rõ ràng chứ không phải là ai từ ai muốn làm ra người làm ai muốn vui trốn chỗ nào thì chỗ phải có cái rõ ràng có cái quy hoạch chứ không thể là để người dân làm tự do đóng không được, bởi vì nếu làm tự do rồi là có thể là tránh danh chắc để xây là đến rồi thì xảy ra những cái chuyện ẩu đả hay khác. Theo chính quyền xã Gia Phố, hiện trạng nghĩa trang Phố Hương đang có diện tích 1,4 ha và đã được quy hoạch mở rộng lên 2,4 ha. Phần mở rộng hiện đang là đất trồng cây lâm nghiệp của một số hộ dân chưa được thu hồi và chuyển đổi. Do đó, việc người dân tự ý giao bán đất trồng cây lâm nghiệp để xây nghĩa trang hay tự ý mở rộng diện tích mồ mả của gia đình ở phần đất chưa chuyển đổi là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới việc quy hoạch chi tiết nghĩa trang cũng như làm phát sinh mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự. Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền đã làm việc với các hộ dân để tuyên truyền vận động. Vấn đề đặt ra hiện nay đó là sự chậm trễ trong việc triển khai mở rộng nghĩa trang, dẫn tới áp lực cát táng gia tăng. Người dân sẽ tìm cách này hay cách khác để cơi nới, lấn chiếm. Vấn đề mà quản lý thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn bởi vì là diện tích rất là cũng có gọi là diện tích bây giờ mở rộng, tuy nhiên là so với cái nhu cầu của người dân thì là cái nhu cầu thì nhiều hơn so với cái hiện trạng. Tuy nhiên là quá trình mà các mô mả nghĩa trang xây dựng trước đó thì là người dân là cứ tự ý mà không tự ý mở rộng, không qua báo cáo với chính quyền địa phương để xem xét chính quyền địa phương. Quá trình mà để giải phóng mặt bằng cũng như là thực hiện các quy hoạch chung thì là quy hoạch chi tiết thì là cũng chưa thể thực hiện được bởi vì liên quan đến cái phần giải phóng mặt bằng. Tương tự như vậy, tại xã Hà Linh, người dân cũng đang tự ý chuyển đổi nhiều khu vực đất rừng thành đất nghĩa trang. Khu vực đồi Cha Em là một ví dụ. Diện tích này đang trong quyền quản lý của công ty cao su Hương Khê và đang chờ quyết định chuyển về cho xã Hà Linh. Thế nhưng khi biết được xã quy hoạch nghĩa trang, nhiều gia đình dòng họ đã tự ý phát cây san đồi xây dựng nghĩa trang cho riêng mình. Đáng chú ý, có một cá nhân là con em địa phương sinh sống tại Hà Nội đã tự ý bạt đồi đầu tư xây dựng một tiểu nghĩa trang cho gia đình dòng họ. Tiểu nghĩa trang được thiết kế theo nhiều tầng cấp, xây dựng bài bản, có đường đi, có kè chắn, thoát nước đầy đủ. Khi tiểu nghĩa trang này được xây dựng, thì ngay cạnh đó, một người dân địa phương cũng đang nhanh chóng bạt đồi để xây dựng cho gia đình mình một nghĩa trang tương tự. Theo chia sẻ của một số người dân địa phương, thì việc bao chiếm này không chỉ là xây mộ cho gia đình dòng họ, mà còn lợi dụng để bán kiếm lời sau này. Họ báo là diện tích rộng, cho nên là cái phần đất nghĩa trang của thôn nó cũng gặp khó khăn sau này. Người dân mất đi thì cái việc chỗ trốn gặp khó khăn. Một số hộ đã tự ý mở rộng cái diện tích lớn thì ảnh hưởng đến, thứ nhất là ảnh hưởng đến cái hộ những cái hộ khác. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái phá bỏ cái quy hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến đời sống của
nhân dân, đặc biệt là trong cái việc sản xuất trong cái lâm nghiệp, nông nghiệp ở trên địa bàn. Không chỉ ở những vùng quy hoạch chưa kịp chuyển đổi mục đích sử dụng đất bị lấn chiếm, xây dựng tùy tiện, mà tại một số địa phương khác ở huyện Hương Khê, tình trạng lấn chiếm đất rừng ngoài quy hoạch nghĩa trang cũng đang diễn ra theo cách này hay cách khác. Như tại xã Hương Long, ngay phía đối diện với nghĩa trang của xã, là những khu lăng mộ hoành tráng được xây dựng trên đất trồng cây cao su. Lăng mộ đủ các loại kích cỡ, từ những công trình được xây theo tầng bậc kè đá kiên cố đến những khu mộ được bao quanh bởi bốn bức tường xi măng. Có những khu mộ thì đã có một hai ngôi, nhưng cũng có những khu mộ thì xây sẵn để chờ người chôn cất. Thậm chí có một số nơi người dân mới chặt cây, san gạt mặt bằng chờ xây dựng. Điều đáng nói là chính quyền địa phương dù biết thế nhưng đã không có bất cứ động thái ngăn chặn nào. Việc này chính quyền đã biết mà tôi nhận thấy và anh em có về đi theo dõi báo cáo đi, cái việc này là đúng sự thật. Mà quy mô thì diện tích thì cũng khá lớn, có những khu vực nghĩa trang người dân là xây dựng tầm cỡ khoảng 400 đến 500 m². Hay như trên địa bàn xã Hương Giang, tình trạng một số hộ dân xây dựng nghĩa trang trên đất rừng cũng đang diễn ra từ mấy năm qua. Dù không quy hoạch nghĩa trang, thế nhưng khu vực này đã gần như biến thành một nghĩa trang của các gia đình dòng tộc. Việc cơi nới mở rộng khu lăng mộ của gia đình dòng họ đang được thực hiện công khai, thế nhưng chính quyền hầu như không có giải pháp ngăn chặn. Đất đó là thuộc cái đất lâm nghiệp, thuộc địa bàn xã Hương Giang quản lý. Tuy nhiên là một số bà con nhân dân xã Gia Phổ sang sống canh sống cư và sử dụng khá ổn định lâu dài. Và một số hồi bà con Gia Phổ lại tự ý, tự chuyển nhượng cho nhau. Cho nên là bà con xã Gia Phổ là đã đưa phương tiện máy móc vào để là xây dựng làm nghĩa trang nghĩa địa. Một số cái đối tượng thì họ chủ động là có thể là đưa phương tiện vào làm đêm hoặc là không trong thời gian là buổi tối hoặc là đêm khuya, nên là cái việc quản lý rất là khó khăn. Theo luật lâm nghiệp, rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh gỗ và các lâm sản khác kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định giao đất giao rừng cho hộ cá thể. Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền giao đất giao rừng cho tập thể. Việc cấp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phải xin chủ trương và được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó cấp huyện, thị xã mới được phép cấp chuyển đổi mục đích đất rừng sản xuất. Do đó, khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì việc xây dựng lăng mộ trên đất rừng sản xuất là trái quy định của pháp luật. Trách nhiệm này thì trách nhiệm chính là của chính quyền địa phương trong việc quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện như thế là nó có thể ảnh hưởng, có những trường hợp có thể ảnh hưởng đến môi trường. Là vì nếu mà đã nằm ngoài quy hoạch thì nó có thể là vi phạm đến ảnh hưởng môi trường. Đối với các hồ mà từ ý giải phóng băng, từ ý mua đất để thực hiện thì nó sẽ chưa đảm bảo theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng, nó có thể là làm phá vỡ cái quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tình trạng người sống lo lắng các phần việc hậu sự theo cách chiếm dụng, mua bán đất nghĩa trang như ở huyện Hương Khê đang kéo theo nhiều hệ lụy. Đó không chỉ là phá vỡ quy hoạch, xâm hại nguồn lợi tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, hình thành nhóm lợi ích, mà trên hết còn là sự thách thức kỷ cương phép nước. Tình trạng này nếu không được kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn thì sẽ làm phát sinh rất nhiều hệ lụy.